Xin chào tất cả các bạn, ok? Nhưng mà tôi vừa mới làm được một cái kiếm bằng những cái kỹ năng siêu ngáo như này. Ok. Đấy. Nghĩa là sẽ test thử với một số đồ. Tại vì cái này nó rất là ngoèo ngoèo nên không thể test đồ mạnh được. Nên là chỉ thể test đồ này thôi. Để thử, ok. Để cho bác xem qua. Kiếm này nhá, ok. Các bạn thấy này, thần toang mất rồi. Mình ngoẻo các bạn thấy không? Đây, các bạn xem này. Đó, ngoẻo rồi. Tôi kệ. Tôi cũng sẽ test thử. Rồi bây giờ sẽ test thử với một tẩy các bạn nhá. Tẩy. Éo, ok. Rồi bây giờ sẽ chém thử các bạn cố gắng nhìn nhá. Ui giời. Ui giời. Dễ về chín cái gì đấy? Ok, cái chế bạn nhìn kỹ này. Thôi xong các bạn ơi. Nhìn thấy không? Nó bị gãy rồi. Thôi xong, toang. Toang thực sự. Ok, bạn thấy này. Nó bị gãy rồi. Ok, lấy này chém. Không sao, gãy một cái này may đấy. Đây, các bạn nhìn này. Lại chém trượt. Đây. Đấy, ok, chế được rồi, ok. Rồi bây giờ sẽ test thử. À, đây rồi. Tôi sẽ test thử với quả bóng này. Thì các bạn thấy chưa? Rồi, nhìn này, bóng giấy nhá. Rồi, rồi, test thử. Đây, chém luôn này. Chém từ dưới lên nữa nhá. Chém nó không lên tí gì luôn. Rồi, bây giờ chém từ trên xuống. Ok, khá là ổn. Và cái kiếm vẫn chưa gãy, may. Khá là may ạ. Ôi, nhưng mà nó cũng đã bị gãy một phần rồi. Đây, cho nó sẽ phần lại. Trời ơi, phí công làm quá. Khá là buồn luôn, bạn nhìn này. Úi giời, tuột ốc rồi. Rồi, đây, cho bạn xem lại. Rồi, ok. Nếu như mà video này hay, các bạn hãy để lại một like, một đăng ký kênh ở bên dưới các bạn nhá. Bạn thấy cái, bạn sẽ thấy cái nút đăng ký. Bấm vào cái nút đăng ký đấy là sẽ đăng ký kênh được, ok. Rồi, thì bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhá, bye bye.